Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt 1.460.000 tấn trị giá 6 tỷ 370 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay Mỹ đang là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Theo các chuyên gia, tiềm năng xuất khẩu của thủy sản vẫn còn rất lớn. Vậy hiện nay ngành thủy sản của Việt Nam đang có những tiềm năng lợi thế như thế nào? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thủy sản đạt 1,46 triệu tấn, trị giá 6,37 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,23% về lượng nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực là cá tra, cá ba sa và tôm các loại. Hiện nay, Mỹ đang là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất với kim ngạch 1,14 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, tiếp đến là EU, Nhật Bản, Đông Nam Á. Vâng, theo số liệu thống kê của VASEP thì đến 9 tháng đầu năm nay thì tổng xuất khẩu về kim ngạch là đã khoảng độ 6 tỷ rưỡi đô la. Thì tăng trưởng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Thì đây cũng là một cái tín hiệu là khá là tốt cho cái kế hoạch 9 tỷ đến 10 tỷ của năm 2018. Theo các chuyên gia, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá trong bối cảnh giá tôm xuất khẩu sụt giảm liên tục trong nhiều tháng qua và hải sản Việt Nam bị cảnh cáo về thẻ vàng IUU ở thị trường EU cùng nhiều rào cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá mà các thị trường nhập khẩu đặt ra, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong gần 20 năm qua. Tăng trưởng bình quân đạt 15,6% trên một năm và hiện nay Việt Nam là một trong 5 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Nếu như năm 2010, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chỉ đạt khoảng 5,2 triệu đô la Mỹ thì đến năm 2018, xuất khẩu thủy sản đã tăng lên gần gấp đôi với mục tiêu đạt hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các sản phẩm xuất khẩu cũng có sự dịch chuyển đáng kể từ xuất khẩu thô sang chế biến gia tăng giá trị các sản phẩm. Như chúng ta thấy là sau 20 năm phát triển đó thì cái sản lượng sản xuất cũng như là sản lượng xuất khẩu của cá tra Việt Nam chúng ta tăng liên tục và chúng ta cũng đạt được cái giá trị kim ngạch là nó tăng liên tục. Với mức tăng trưởng hiện nay cùng với những yếu tố thuận lợi từ thị trường, dự báo xuất khẩu thủy sản quý 4 sẽ đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm ngoái với kim ngạch khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ và ngành thủy sản Việt Nam sẽ cán đích năm 2018 với doanh số xuất khẩu khoảng 8,9 đến 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với năm 2017. Và chúng tôi có thể dự báo rằng năm nay có thể là với cái tốc độ về xuất khẩu cũng như là mùa vụ và các cái vấn đề liên quan đến thị trường thì có thể là cuối năm chúng ta có thể sẽ có được con số hơn 9 tỷ đô la một chút và cái kế hoạch của năm nay thì cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ mà của năm 2018. Những người trong ngành cũng cho biết mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kể cả thị trường nhập khẩu hay trong nội tại ngành. Do vậy, các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng các liên kết chuỗi từ khâu nuôi trồng, nguyên liệu đến chế biến nhằm kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu tiêu thụ thủy sản toàn cầu hàng năm vẫn tăng khoảng 5%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Vậy những tiềm năng đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm tăng khoảng 300 triệu đô la Mỹ cho các thị trường Mỹ, EU, năm nay tình hình xuất khẩu của công ty thủy sản Vĩnh Hoàn đang có những tín hiệu tốt, đặc biệt là thị trường Mỹ. Xuất khẩu sang Mỹ thì thị trường Mỹ cũng tăng trưởng tốt, cái nhu cầu đối với lại con cá tra Việt Nam là cũng phát triển và ngày càng cái người tiêu dùng họ nhận thức cái họ nhận diện cái con cá này là tốt hơn, thành ra là cái tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ của chung của toàn ngành cũng tăng trưởng khoảng 7-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ thủy sản hàng năm vẫn tăng khoảng 5%. Một số khảo sát cho thấy 40% người tiêu dùng cho biết tăng tiêu thụ cá trong 3 năm gần đây.
thị trường chính cho các sản phẩm cá tra ở khu vực EU là Tây Ban Nha, Đức và Ý. Bên cạnh đó, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường có nhu cầu lớn về thủy sản, đặc biệt là tôm. Trung bình mỗi năm, Mỹ nhập khẩu khoảng 600.000 tấn tôm, trị giá lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tôm cũng là sản phẩm được ưa chuộng nhất ở các bữa ăn của người Nhật. Năm 2017, Nhật Bản nhập khẩu tôm trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ. Ước tính đến năm 2025, nhu cầu tôm của thế giới sẽ tăng lên 6.525.000 tấn. Phải nói rằng thế này, nói chung là cái khuynh hướng về vấn đề gia tăng tiêu dùng thủy sản đó là một khuynh hướng khó thật và một khuynh hướng đang tăng lên thường xuyên ở trên thế giới đối với các cái thị trường mà nhập khẩu. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái lợi ích của cái thủy sản đã được đánh giá rất là tốt về mặt sức khỏe, về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm. Người ta đang dự đoán rằng là đến năm 2050 thì cái tổng nhu cầu về thủy sản toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi năm trên thế giới tiêu thụ khoảng 170 triệu tấn thủy sản, trong khi đó sản lượng xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt khoảng 2 triệu tấn, chiếm khoảng 1,2% nhu cầu, do đó dư địa thị trường còn rất lớn. Bên cạnh đó, trái với những lo lắng về tác động của chiến tranh thương mại Trung Mỹ, các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Thì nói chung trong cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc á, thì nó cũng khó dự báo. Nhưng mà trước mắt thì đây là một cái cơ hội tốt cho cái ngành hàng thủy sản của Việt Nam. Bởi vì trong cái quá trình mà giữa cái chiến tranh thương mại giữa hai nước, thì nếu mà cái hàng hóa của mình mà đảm bảo được cái chất lượng theo cái yêu cầu nhập khẩu, thì đây là cái cơ hội để cái hàng của thủy sản của Việt Nam chúng ta xuất sang Hoa Kỳ nó sẽ càng nhiều hơn. Theo những người trong ngành, hiện nay cá tra Việt Nam đang có sự cạnh tranh với cá rô phi của Trung Quốc. Do đó, kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc nổ ra, Mỹ áp thuế 10% đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này khiến doanh số cá rô phi Trung Quốc tại hệ thống siêu thị lớn của Mỹ đã giảm 20-30% so với trước, khi cá rô phi Trung Quốc dần mất đi thị phần tại Mỹ. Cụ thể, nếu năm 2017, cá tra của Việt Nam chỉ chiếm gần 25% tổng nhập khẩu, thì đến nay tháng 7 năm 2018 đã chiếm tới 50% tổng giá trị nhập khẩu. Điều này cho thấy thị phần cá tra tại Mỹ đang dần được tăng thêm. Hiện nay thì cái sản phẩm cá tra của mình xuất khẩu sang Mỹ là thuế nhập khẩu là 0%. Và đối với lại cá tra ở Mỹ mà nói thì có cạnh tranh gián tiếp, không quá trực tiếp, nhưng mà gián tiếp với lại con cá rô phi từ Trung Quốc. Thì thật ra thì cá tra nó cũng có một cái vị thế nhất định đối với lại người tiêu dùng ở Mỹ. Nhưng mà khi mà có cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì một số người tiêu dùng họ cũng có xu hướng lựa chọn sản phẩm ngoài Trung Quốc. Cho nên là cũng là một cái cơ hội để mà cá tra được nhiều tiêu dùng họ quan tâm và họ chọn hơn so với trước đây. Không chỉ cá tra mà các sản phẩm tôm hiện nay của Việt Nam cũng đang có những lợi thế khi mà Hoa Kỳ dự kiến sẽ áp thuế 10% lên nhiều sản phẩm tôm của Trung Quốc. Đây cũng là các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam trên thị trường Mỹ. Nếu có thể đảm bảo tốt công tác về nguồn gốc xuất xứ, đây có thể là một cơ hội tốt cho Việt Nam để tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Từ những thuận lợi trên, có thể thấy rằng tiềm năng để xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Do đó, trong thời gian tới, Việt Nam cần có chiến lược phát triển phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường thế giới đang diễn biến rất nhanh theo hướng có lợi cho ngành thủy sản. Do đó, nếu chúng ta có thể tranh thủ cơ hội, tăng cường sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu là một yếu tố góp phần phát triển hiệu quả và bền vững nền nông nghiệp Việt Nam. Theo thống kê, năm 2017, diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước đạt 1.103 triệu ha, bằng 103,1% so với năm 2016. Đối với sản phẩm cá tra, diện tích nuôi năm 2017 ước đạt 5.222 ha, tăng 4,5% so với năm 2016. Diện tích nuôi tôm là 722.360 ha, bằng 103,9% so với năm 2016. Diện tích nuôi trồng thủy sản vẫn đang tăng lên. 9 tháng đầu năm 2018, tổng diện tích thả nuôi cá tra là 4.471 ha, tăng 10%.
Tổng sản lượng thu hoạch là 942.400 tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. Diện tích nuôi tôm nước lợ đạt hơn 701.000 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng nuôi đạt 509.400 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cái tiềm năng biển Việt Nam, chúng ta thấy là chúng ta có cái bờ biển rất dài, đến trên 3.260 km. Và chúng ta có tới coi như là rất nhiều cái hòn đảo lớn nhỏ và các cái vùng vịnh kín. Thì theo đánh giá thì đây là những cái khu vực mà chúng ta có thể là phát triển nuôi biển rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng thực tế là vừa rồi chúng ta là cái nuôi nhỏ lẻ vẫn nhiều, nuôi ven bờ vẫn nhiều mà chưa khai thác được cái tiềm năng đích thực của nó. Cho nên là chúng tôi mong muốn rằng là tới đây có nhiều các nhà đầu tư để chúng ta đầu tư đúng tầm để khai thác được các cái vùng biển tiềm năng của chúng ta để phát triển nuôi trồng thủy sản. Về sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm ước tính đạt 5.501,2 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Quý 3 đạt 1.939 nghìn tấn, tăng 6,2%. Trong đó, cá đạt 3.943,4 nghìn tấn, tăng 6,1%. Tôm đạt 668,5 nghìn tấn, tăng 7,3%. Thủy sản khác đạt 889,3 nghìn tấn, tăng 4,1%. Năng suất cá tra bình quân đạt 209 tấn trên 1 ha, có ao nuôi đạt 300-400 tấn trên 1 ha, cao nhất thế giới. Năng suất tôm sú đạt 0,45 tấn trên 1 ha, tôm thẻ chân trắng đạt 3,91 tấn trên ha, cao hơn so với Ấn Độ, tôm thẻ chân trắng năng suất 3,5 tấn trên ha, và Thái Lan, tôm thẻ chân trắng năng suất 3,6 tấn trên ha. Thì đó, thì hiện nay là Việt Nam mình đang, tức là chúng ta đang có 3 cái ngành hàng xuất khẩu thủy sản. Một là ngành hàng tôm, và hai là ngành hàng cá tra, và thứ ba là ngành hàng hải sản khai thác từ biển, cũng như là các cái sản phẩm từ biển. Thế thì đối riêng đối với con tôm thì hiện nay là chúng ta đang đứng cái vị trí là cũng khá tốt trên cái bản đồ cung cấp tôm của thế giới, với cái mức độ là hàng năm trung bình là chúng ta sản xuất được khoảng 600.000 tấn tôm. So với các nước, ví dụ như Ấn Độ, so với Thái Lan, so với Ecuador, tức là những cường quốc về vấn đề sản xuất xuất khẩu tôm hiện nay đối với tôm nuôi, thì rõ ràng Việt Nam cũng đang ở một cái vị trí là khá là cao. Thế riêng đối với cá tra thì hiện nay là sản lượng chúng ta hàng năm là khoảng 1,2 triệu tấn. Thì đây cũng là một cái mặt hàng mà khá là lợi thế của Việt Nam. Những người trong ngành cũng cho biết, điều kiện tự nhiên, điều kiện khí hậu, nguồn nước cũng có nhiều thuận lợi để phát triển nuôi trồng, nhất là các sản phẩm tôm, cá tra. Việt Nam chúng ta có những cái lợi thế về sản xuất rất tốt khi mà có cái nhiệt độ phù hợp để phát triển ngành tôm, có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên về nước đủ lớn, đủ tốt để phát triển trên cái quy mô lớn. Thì vậy chúng ta cần một cái định hướng đúng và những cái giải pháp triển khai phù hợp, đặc biệt trong câu chuyện là việc ứng dụng về khoa học công nghệ, ứng dụng những cái giải pháp tiến bộ vào trong ngành tôm này để nâng cao giá trị gia tăng của ngành tôm. Theo các chuyên gia, dư địa để phát triển ngành thủy sản rất lớn. Để xuất khẩu bền vững, bên cạnh xây dựng chiến lược hợp lý, ngành nông nghiệp cần có hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở nuôi, thu gom, sơ chế thủy sản, áp dụng quy trình sản xuất, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến để đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, kết nối, xây dựng các vùng nguyên liệu thủy sản, đảm bảo yêu cầu của thị trường nhập khẩu và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các chuẩn mực nhập khẩu tiên tiến của thế giới. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.